Ở tập 3, hai thí sinh Hoàng Hương Giang và Trần Gia Hân đã mang đến câu chuyện nhân ái vô cùng ý nghĩa về lớp học vẽ mang tên Âm thanh hội họa của thầy Trần Văn Y. Nơi đây được xem là ngôi nhà thứ hai ấm áp tình thương của các bạn học viên và là nơi kết nối để tâm hồn trở nên đồng điệu. Liệu hai cô gái sẽ thuyết phục ban bình luận bằng những kế hoạch thiết thực nào cho dự án của mình? Hãy cùng theo dõi ngay sau đây nhé! Trên sân khấu ngày hôm nay, đây là những bức tranh mà các bạn đã vẽ trong buổi giao lưu của bọn em với cái chủ đề là thanh âm của hạnh phúc. Thì mọi người có thể thấy thì mỗi bạn đều có những cái định nghĩa rất là khác nhau. Và đem đến sân khấu ngày hôm nay thì chúng em hy vọng là quý ban bình luận và mọi người theo dõi dự án của chúng em có thể thấy được cái tài năng hội họa của các bạn. Khi thực hiện dự án này thì chúng em rất muốn xây dựng nên một cái quỹ cho lớp học. Nhưng theo quan điểm của thầy thì thầy lại không muốn xin, không muốn nhận từ những sự đóng góp đấy. Và mọi người có thể giúp đỡ được lớp học phần nào bằng cách mua những bức tranh của các bạn. Và em tin rằng cái sự đón nhận và cái sự công nhận của mọi người sẽ là một cái món quà lớn nhất đối với những cái thành quả cũng như là nỗ lực của các bạn học viên. Xin cảm ơn chia sẻ của hai bạn. Chúng ta sẽ lắng nghe phần chia sẻ của ban bình luận. Đầu tiên xin mời nhà báo Xuân Sơn ạ. Thì tôi thấy đây là một cái dự án mà tôi thấy rất là tươi sáng và mang lại rất nhiều niềm hy vọng. Tôi nghĩ rằng là các bạn đã nắm rất là rõ nhiệm vụ của mình. Cái thứ hai cũng tìm hiểu rất kỹ và cái dung dị cũng chính là cái điều rất là đáng quý. Và các bạn giờ đã làm sáng rõ câu chuyện và đụng đến được tình cảm của những người ở ban bình luận. Và tôi tin chắc rằng là khán giả xem cũng như vậy. Xin chào thầy Văn Y cũng như các học viên của thầy. Phải nói là thầy Văn Y làm một cái điều rất là tuyệt vời. Tôi nghĩ thầy đã mang lại cái niềm hạnh phúc cho những con người không có được cái may mắn như nhiều người khác. Một cái nữa là thầy mang lại cho họ cái phương thức mà như tôi được biết ấy, tức là họ đã bán được tranh của mình, tức là có thể kiếm sống. Nhưng mà một cái khía cạnh mà tôi đánh giá rất cao ấy, là chính là thầy đã tìm ra cái phương thức để giúp cho chúng tôi có thể hiểu được cái tâm hồn, cái cuộc sống nội tâm của những người mà họ không có cái khả năng biểu hiện bằng ngôn ngữ, bằng lời nói. Và cái điều đấy rất quan trọng, bởi vì trong cuộc đời này con người hiểu được nhau thì là cái điều vô cùng quan trọng. Và từ hiểu được nhau thì mới đi đến là thông cảm với nhau, yêu thương nhau. Thì tôi nhìn những cái bức tranh ở đây, rồi tôi nhìn những cái bức tranh mà đã được thể hiện ở trong cái clip của các bạn, thì tôi thấy rằng cái thế giới nội tâm của những cái học viên của thầy thì nó cũng rất là phong phú và rất là độc đáo. Xin trân trọng cảm ơn thầy và chúc cho thầy cũng như là lớp học của thầy sẽ các học viên của thầy là luôn luôn mạnh khỏe, ngày càng có nhiều học viên và lớp học ngày càng phát triển và giúp đỡ được cho nhiều người khuyết tật. Bây giờ ở đây chủ trương tôi là vừa dạy các em nghề nghiệp mà vừa dạy cho các em biết nhân cách sống ở đời. Khi bán được tấm tranh thì các em sẽ hưởng được 50%, 25% duy trì lớp học và 25% để làm từ thiện. Lúc đầu các em nó không chịu, nói tụi con khuyết tật của thầy, tụi con khuyết tật mà tụi con làm từ thiện gì? Không, tụi con khuyết tật nhưng mà tụi con còn chạy nhảy, còn nhìn đời được. Có những cái người mù không thấy đường, họ những người mà ở Trại Phong Di Linh họ khó khăn các em nhiều, và dẫn các em đến để tham quan và tặng cái những số tiền đó cho những cái tổ chức, những cái người mà khuyết tật đó. Thì bây giờ các em nó quen rồi. Cái câu chuyện của thầy về việc là dạy cho các bạn giúp đỡ người khác khi ngay cả mình cũng là những người khó khăn thì là một cái điều nó vô cùng truyền cảm hứng. Ba cái điều quan trọng nhất của một con người đó là được nhìn thấy, được nghe và được nói. Nhưng mà đúng là các bạn này chỉ được nhìn thấy thôi. Nhưng mà để thể hiện những cái gì mình thấy, để thể hiện những cái cảm nhận của mình đối với xã hội, được nghe những cái điều người ta nói về mình lại không được, thì đó là một cái điều thật sự nó cũng là một cái điều rất là bất hạnh. Nhưng đúng là thầy đã dùng một cái điều hạnh phúc khác để giúp cho những người khiếm khuyết hai cái phần quan trọng, đó là nghe và nói. Đó là thầy đã đưa những âm thanh của hội họa, giọng nói của hội họa để mà tạo cho các bạn có thêm cái cảm nhận về cuộc sống. Trước khi mà chúng ta chuyển qua hai bạn thí sinh thì cho phép chúng tôi hỏi một trong ba bạn ngồi ở đây được không? Chắc là nhờ thầy giúp chúng tôi phiên dịch nha. Cho Nguyên Khang hỏi bạn nữ một tí xíu. Bạn nữ, cái việc mà đến với là lớp học hội họa này nó đã thay đổi cuộc đời của em như thế nào?
Có lẽ trong lúc mà bạn đang ghi thì anh giao lưu một chút với lại Giang với lại Hân tí xíu ha. Để tránh chết thời gian, hai em đến với cái lớp học này á, thì cái điều ấn tượng đối với em hoặc là cảm xúc nhất đối với mỗi bạn là gì? Thực sự là đến với lớp học của thầy Văn Y thì có rất là nhiều câu chuyện đặc biệt và ý nghĩa. Nhưng mà em thực sự là ấn tượng với trường học của bạn Duy, và bạn cũng đang ngồi ở đây ạ. Là bạn đeo kính và đang mặc một cái áo khoác màu đen ạ. Câu chuyện của bạn như thế nào? Câu chuyện của bạn gây ấn tượng với em bởi vì bạn có một hoàn cảnh khá là khó khăn. Đầu năm nay là bạn cũng có gặp một cái tai nạn khiến bạn bị chấn thương ở vùng đầu ấy ạ. Nhưng mà khi mà bạn nói chuyện với bọn em, bạn có một cái nguồn năng lượng rất là tích cực. Và quan trọng là bạn có một cái niềm đam mê không chỉ với hội họa mà là với cả việc trình diễn. Bạn rất là muốn có thể trình diễn trên sân khấu, nhưng mà bởi vì là bạn có một cái khiếm khuyết, thế nên là các show diễn, các quản lý người ta không nhận. Anh nghĩ là tại sao không thể hôm nay chúng ta có ở sân khấu đúng không anh Nam? Dạ bạn vâng. Vẫn có thể thực hiện cái ước mơ đó của mình ngay trên sân khấu của chúng tôi. Vâng, đấy cũng là điều mà em cũng đang muốn. Cảm ơn Hân và Giang, cảm ơn hai bạn. Rồi, mình về vị trí ngồi. Có lẽ chúng ta sẽ nghe chia sẻ một chút của chị Trang. Bởi vì chị Trang là người đã rất là ấn tượng với lại cái hoàn cảnh của bạn Nhi đúng không chị Trang? Về phía cá nhân Trang, Trang khi được tham gia, đồng hành cùng với các bạn trong dự án này, Trang được học từ các bạn ở đây, đặc biệt là từ Duy, cái tinh thần nghị lực sống vươn lên rất là lớn. Thì đó là cái bài học mà chị Trang học được từ Duy. Và với một hoàn cảnh vô cùng khó khăn như Duy, là em vừa là một cái bạn bartender, vừa đi làm nuôi gia đình ở Cà Mau, vừa nuôi mẹ và nuôi em. Hy vọng là thời gian tới Duy sẽ có những cái hướng phát triển tốt hơn nữa. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chia sẻ của Bảo Ngọc nha. Tôi thấy Bảo Ngọc đã nhận được cái câu chuyện của bạn gái rồi, Minh Ngọc. Bạn thì bạn chia sẻ hai điều mà bạn đánh dấu rất là đáng yêu là theo hai dòng chữ số 1 và số 2. Số 1 thì bạn Nhi có ghi là thầy dạy dỗ cho Nhi làm tốt, con thương yêu với thầy nhiều lắm. 5 năm con làm được ạ. Con nói chuyện với các bạn và con nói chuyện với thầy. Con cảm ơn thầy rất nhiều. Và điều thứ hai mà Nhi có chia sẻ đó chính là con thương gia đình nhất vì gia đình chịu nuôi con lớn khôn. Cảm ơn gia đình. Vâng, và chúng ta sẽ lắng nghe những chia sẻ cũng như là nhận xét của đạo diễn Hoàng Nhật Nam về dự án của hai thí sinh vừa rồi. Xin mời anh. Tôi cảm thấy rất là đồng cảm khi mà những bạn học trong lớp của thầy Văn Y đã dùng màu để mà vẽ nên những cái tâm trạng của mình. Và thực sự là lúc nãy chúng ta chỉ có một khoảng mấy mươi giây sống trong cái sự lặng im để đợi chờ cô bé viết ra và chia sẻ, thì như MC Nguyên Khang dùng một cái thuật ngữ sân khấu là để không có bị chết sân khấu, thì chúng tôi xin được giao lưu với hai thí sinh Hương Giang và Hân á. Thì thực sự tôi nghĩ là những cái giây phút mà lắng động đó nó làm tôi nổi da gà và cảm thấy đáng sợ. Bởi vì trong cuộc sống á, đôi khi là chúng ta
có cái, những cái nỗi dồn nén chúng ta muốn nói một, với một ai chúng ta không thể nói. Đó là ngay cả đối với chúng ta có thể dùng ngôn ngữ được. Còn đây đôi khi chúng ta muốn nói và có người nói, có cha, có mẹ nói, nhưng mà chúng ta không dùng được ngôn ngữ, chúng ta không thể lắng nghe, thì điều đó nó còn đáng sợ hơn nữa. Cho nên là tôi cũng cảm ơn những cái giây phút mà lắng động vừa rồi. Nó làm cho trái tim của tôi nó hơi chẳng may là nó nghẹn lại đó. Và cảm nhận được những người khiếm thính họ sống trong cái trạng thái đó ra sao. Cho nên nhìn những bức tranh này thiệt sự là rất là đẹp, bởi vì là cùng về một chủ đề trái tim, nhưng mà mỗi người vẽ ra một cái tinh cầu bé nhỏ, một cái tâm hồn của từng người, ai cũng dành cho những người thân yêu nhất của mình. Cho mẹ, cho cha, cho những người thân. Đó. Tôi phải cố gắng để kìm nén để mà mình có thể chia sẻ cảm xúc nó được là thật là làm cho nó thật là suôn sẻ hơn. Nhưng mà thực sự là những cái cách phối màu này và những cái cách chơi màu tôi rất là thích. Và cũng cảm ơn thầy Văn Y, vì tôi cảm thấy thầy Văn Y giống như một cái vị hòa tiên á, giữa đời thường. Thực sự đây cũng không phải là những lời hoa mỹ, nhưng mà trong một cái tích á, là có một cái vị hòa tiên vẽ những bức tranh. Nhưng mà vị họa tiên đó bao giờ cũng thiếu một cái nét chấm phá vào trong đó để cho bức tranh nó không thể nào hoàn thiện. Chẳng hạn như vẽ con chim thì sẽ không vẽ điểm một cái chấm vào con mắt, bởi vì nếu mà vẽ đầy đủ thì con chim nó sẽ vỗ cánh bay. Vẽ một con cá mà vẽ một con mắt vào đó thì con cá sẽ biến thành con cá thật và bơi xuống dòng sông mất. Cho nên bao giờ cũng thiếu một cái nét điểm nhãn đó. Đó, cho nên là thầy Văn Y đã, tôi nghĩ là những bức tranh của các học viên của thầy thì thầy đều điểm nhãn vào trong đó bằng cái tâm hồn và bằng trái tim của thầy, bằng cái lòng nhân ái của thầy. Cho nên tôi thấy rằng là các bức tranh này đều đang sống động, hoa cũng đang rung rinh và tất cả đều đang cử động. Thì đó là cái điều mà tôi cảm thấy rất rung động trước những cái bức tranh này. Và tôi cũng rất muốn mua về cho con gái của tôi, con trai của tôi được xem những bức tranh này. Dung và anh Nam làm cái căn nhà đang ở hiện tại á, thì anh Nam nói là có đi chọn tranh để mua, nhưng mà anh Nam nói là thôi đừng có chọn tranh nữa, để anh Nam vẽ và sẽ treo tranh, nhưng mà mãi bao nhiêu năm vẫn chưa vẽ bức nào. Anh bận quá chị ơi. Dạ. Và hôm nay là cơ hội để anh Nam có thể mua hết những bức tranh này để về nhà treo. Phải để cho người khác đấy chứ. Có cơ hội để chuộc lỗi. Nhưng mà anh Nam này, vợ của anh đã duyệt ngân sách cho anh chưa? Thật ra thì vợ tôi tuy là nắm tài khoản của tôi, nhưng mà điều không tôi có cũng nắm tài khoản nha, làm chỉ có tự ý chuyển thôi nha. Nói chung là cũng có quản lý tài chính chút xíu xíu, vì cũng phải chăm con mà, nhưng mà tôi cũng có còn một quỹ cái đen. Ngân quỹ đen, quỹ đó đen, là ngân đen, sách từ trái tim, cho nên tôi có thể để làm những việc từ trái tim tự chi trả được. Bức tranh này thì chắc là chị Dung với anh Nam cũng không mua hết được đâu. Tôi là với tư cách là trưởng ban tổ chức kiêm trưởng ban giám khảo, tôi đã có một quyết định từ trước khi dự là tất cả các dự án này tôi sẽ ủng hộ với tư cách cá nhân, mỗi dự án là 3 triệu đồng thôi. Và tôi sẽ mua một bức tranh ở đây. Dạ, cho anh chọn trước. Thì tôi sẽ tặng lại cho Nam Dung để treo ở trong nhà. Wow, cảm ơn anh. Em được thành nhân vật thụ hưởng. Là cái bức mà tôi cho rằng nó phức tạp nhất. Đấy, cái bức ở bên tay trái của chúng ta đấy. Thì cái bức tranh này nó là một cái vương miện trên một cái trái tim. Và cái người trong cái clip đó thì muốn mong rằng hai cô gái của chúng ta sẽ chinh phục được cái vương miện của Hoa hậu Việt Nam, và ít nhất là ở người đẹp nhân ái. Cho nên là anh đã chọn đúng một cái bức tranh có thông điệp vô cùng ý nghĩa đó. Lúc nãy thầy Văn Y nói là đây là hai hoa hậu dự bị. Không, hai dự bị hoa hậu. Dự bị. Rất là đúng. Tại dùng cái từ rất là dễ thương. Dự bị hoa hậu. Vâng, thế thì mời em có thể đến tận tay và xin mời anh Lê Xuân Sơn sẽ lên nhận cái bức tranh do anh chọn. Thế là, nhưng mà thầy có đồng ý không nào? Cảm ơn thầy, cảm ơn các bạn. Wow, xin chúc mừng các bạn. Và xin được cảm ơn lớp học của họa sĩ Văn Y. Như vậy chúng ta đã có được bức tranh đầu tiên. Xin cảm ơn nhà báo Lê Xuân Sơn. Anh Nam ơi, nãy giờ thì anh có ngắm được bức tranh nào mà định treo trong nhà của mình chưa? Dung nghĩ là nên để cho người chọn kế tiếp là Tiểu Vi đi. Rồi Tiểu Vi sẽ cho biết lý do vì sao Vi chọn bức tranh đó đi. Em cũng có một chút muốn chia sẻ, đó là khi mà thấy câu chuyện của các bạn cũng như là thầy Văn Y thì
làm em cũng liên tưởng đến hồi xưa là em cũng có một người chị em họ dòng họ xa cũng cũng không có nghe được, cũng không có nói được 16, 17 năm. Nhưng mà về vấn đề giao tiếp với nhau rất là khó khăn. Mà chị em chơi với nhau rất là thân. Qua cái câu chuyện của em thì em cảm thấy rất là khâm phục thầy Vân Y. Tại vì trong khoảng 5 năm thôi mà thầy đã giao tiếp được với tất cả các bạn học sinh, cũng như là chia sẻ được với các bạn. Thì con thực sự rất là khâm phục thầy ở cái điểm đó. Và như chị Dung nói thì bức tranh mà em muốn chọn mua thì là bức tranh số 3. Từ phải qua đúng dạ không vâng. Em? Từ phải qua là phải nước qua, hoa hồng trái qua. Đó hả? Dạ, bức đó, trái đó. Tim luôn. Dạ đúng rồi. Rồi bức đẹp đấy. Vì sao em thích bức tranh bức này? Bức đẹp nhất rồi đấy. Thì em quyết định chọn cái bức thứ 3 là tại vì nó rất là đơn giản. Mình dễ nhận thấy cây, chậu hoa, hình trái tim. Tại vì em thuộc tiếp người cũng đơn giản, nhẹ nhàng. Nên là em quyết định chọn bức tranh thứ 3 để cho tác giả của bức tranh gửi ghi xin kính mời tác giả của bức tranh sẽ lên trao lại bức tranh cho Hoa hậu Trần Tiểu Vy. Bức tranh này thì Tiểu Vy sẽ mua với giá là 5 triệu ạ. Vâng, xin chúc mừng Tiểu Vy. Bây giờ anh sẽ thử cái khả năng phiên dịch của Giang và Hân. Rồi bây giờ tụi em hỏi thử cảm xúc của bạn Duy thử xem, rồi tụi em dịch lại cho tụi anh coi. Thưa quý vị, hai cô này chỉ mới tiếp xúc một ngày mà khả năng ngôn ngữ lên tay lắm à. Vâng. Đúng nghĩa là lên tay á. Lên tay luôn. Em cảm giác tím trai của trái người... Trái tim. Trái tim. Em cảm giác trái tim của người mẫu. Của người mẫu là của em. Và gia đình. Và gia đình... Và gia đình của bạn và sự yêu thương ạ. À, okay, cảm ơn em. Một lần nữa xin được cảm ơn Tiểu Vy. Và tôi tin rằng là ngôi nhà xinh xắn của bạn sẽ có thêm tràn ngập sự yêu thương. Và như cũng đã chia sẻ thì cái việc mua tranh này sẽ cũng góp phần giúp cho bạn Duy sẽ có thể lo được một phần nào đó cho gia đình của bạn, đúng không? Cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Xin được cảm ơn Tiểu Vy. Một tràng pháo tay cho Tiểu Vy nha. Chị Trang kế bên hình như có cái ý gì đó thì em xin nhờ chị Trang chia sẻ luôn nha. Vâng. Với tư cách như là một chị, người chị đồng hành cùng hai em trong cái dự án này thì là chị đánh giá cao cái sự nỗ lực của hai em. Thực ra không có gì nó đến tự nhiên cả. Lúc nãy chị Dung cũng như anh Khang cũng có nói là hai bạn lên tay trong các cách giao tiếp, nhưng mà thực ra là em có nghe hai bạn chia sẻ là các bạn đã lên YouTube để học hỏi cái cách mà các bạn có thể giao tiếp. Thực ra cái sự, cái tâm của các bạn nó được đền đáp bằng cái việc là các bạn bây giờ các bạn giao tiếp với các em ở đây vô cùng tự nhiên và nó rất là thân thuộc. Chị đến từ Hội An và Shining Riverside thì chị rất là muốn mua một cái bức tranh ở đây, mua một bức tranh đầu tiên là rất là muốn mua bức tranh của Duy, nhưng mà không biết do đồng hương nó tương đồng cảm hay sao mà là Tiểu Vy lái của chị mất tiêu rồi. Chị muốn mua cái bức tranh của Duy để chị sẽ feature đâu đó một cái nơi khá là trang trọng ở một trong những resort chị đang quản lý, để chị muốn lan tỏa cái nghị lực sống và nghị lực vươn lên của Duy đến với tập thể nhân viên của chị. Tiểu Vy nhường lại cho chị Trang với giá cao hơn không? Em cũng tính là sẽ nhường lại cho chị Trang với mức giá cao hơn 5 triệu. Bây giờ em xin phép là sẽ mua lại bằng giá của Tiểu Vy là 5 triệu. Và cái khoản 5 triệu đó em xin phép gửi đến riêng cho trường hợp của bạn Duy. Và cái phần mà tăng thêm như lúc nãy Tiểu Vy và anh Nam gửi ý cho em, tức là em sau cái buổi ghi hình ngày hôm nay em sẽ liên kết với lại chỗ thầy Văn Y để em kết nối với những cái resort ở trong chuỗi tập đoàn của em để có thể feature những bức tranh này, nó tạo thành một cái không gian gallery để tụi em có thể đầu tiên là sẽ lan tỏa cái lớp học của mình, và thứ hai là nó sẽ có một cái nguồn thu biết đâu đó, nó một nguồn thu ổn định lâu dài và sẽ chuyển về cho lớp của mình, phát triển lớp của mình. Hay quá. Dạ. Tôi thấy là có lãi lớn mà. Xin cảm ơn chị Trang.
Hồi nãy thì em cũng mới thủ thỉ với chị Dung là thôi chị Dung hay là chị Dung mua hết tranh hay nhường cho em một bức đi. Tại vì thật sự là nãy giờ em nhìn ngắm tất cả những bức tranh trên đây thì bức nào cũng rất là cầu kỳ, rất là đẹp á, nhưng mà không biết là tại sao là cái giống như cái tâm thức của mình nó cứ bị kéo vô một cái bức tranh duy nhất, đó chính là cái bức tranh mà có cái hình trái tim ở giữa. Và rồi mình cứ ngồi mình ngẫm nghĩ nó thật lâu á, và mình thấy như là cái khoảng không gian ở bao quanh trái tim á nó có vẻ cảm giác rất khác. Trái tim nào? Bức tranh nào? Dạ bức tranh ở giữa đây nè anh, màu trái tim màu đỏ. Dạ. Là màu đỏ lớn đúng không? Dạ. Thì em thấy là cái khoảng không ở đằng ở bao quanh trái tim á cảm giác nó rất là trống trải, nhưng mà ngay mà cái nơi cái vị trí mà xuất hiện cái trái tim đó thì mọi thứ giống như là được thắp sáng lên á, thì em cảm giác giống như đó là cái ước nguyện duy nhất của bạn đó. Chết rồi Bảo Ngọc ơi, cái bức tranh đó là bức tranh anh em cũng định mua luôn. Dạ. Đây. Tức là vì sao trong những bức tranh này đó là mình đang nghĩ đây là gia đình của mình nè. Đó, Nam nè, Dung nè, Tun nè, anh nè, Tô Bì nè và thêm hai em bé nữa. Trời trong ơi. Trời ơi. Chị Dung đó. Ơi. Tức là ngất xỉu. Không, cái điều này ai xem livestream trong cái đợt Thùy Tiên đăng quang thì biết là Hoàng Nhật Nam rất là ước mơ có thêm hai em bé nữa, mà bức tranh này giống như một cái điềm á. Ừ. Cho nên là Bảo Ngọc có thể nhường cho anh Nam mua bức tranh này được không để về treo. Dạ thật ra, dạ thật ra thì nhà anh Nam chị Dung thì em cũng ở cạnh bên, nhiều khi em cho giống như là cho anh mượn tạm để anh treo ở đó, rồi lâu lâu em qua em ngắm rồi anh tự anh quét dọn anh lau chùi gì cũng được. Dạ không sao hết. Vậy là bây giờ Bảo Ngọc phải lên mua đúng không? Dạ. Bảo Ngọc sẽ mua bức tranh này với giá bao nhiêu? Xin phép được mua bức tranh này với giá 5 triệu đồng. Vâng, xin mời Bảo Ngọc à. Và xin mời bạn Nhi. Đây là tác giả đây. Tác giả đây ạ. À? Xin thầy dành một tràng pháo tay cho Bảo Ngọc cùng với là bạn Nhi với bức tranh rất ý nghĩa này. Cảm ơn ạ. Mình muốn nói là tranh đẹp lắm. À. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Được biết là cái bức tranh này là chỉ mới tặng thôi, chứ chưa có mua. Cái người chính mà khởi xướng cái việc mua đó chưa có mua cái bức nào cả, thì đó chính là đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Bây giờ còn 3 dạ. tấm thì thôi chắc là mua luôn. Anh mua 3 cả bức luôn không anh? Dạ. Mua cả 3 luôn cho anh rồi. Anh Nam hốt hụi chót. Chắc là mua cả 3 bức luôn ạ. À. Vâng. Với giá 20 triệu 3 bức ạ. À. Wow. Rồi thôi cứ em nghĩ là à. Em thích cái bức ở giữa đó, và nó có một cái không khí của cái bàn ăn cơm á. Quá thành công. Một tràng pháo tay rất lớn à. Thưa quý vị, như vậy là đạo diễn Hoàng Nhật Nam đã làm một lần chơi lớn và mọi người đều trầm trồ. Vâng thưa quý vị, anh ấy đã mua 3 bức tranh với mức 20 triệu và đặc biệt là mức ở giữa của một chàng trai ở đây với mức giá là 10 triệu. Xin dành một tràng pháo tay để cảm ơn tấm lòng. Và bây giờ thì chắc có lẽ là chúng tôi xin mời ban bình luận chúng ta lên chụp hình chung với những bức tranh để chúng ta ghi dấu lại cái kỷ niệm này à. Dạ vâng, và tổng doanh thu từ việc đấu giá tranh đến từ các bạn học viên từ lớp học âm thanh hội họa của chúng ta ngày hôm nay có giá trị là 38 triệu đồng. Trong đó thì có bức tranh này là bởi vì là được yêu thích nhiều hơn một chút nên đã được mua bởi hai vị trong ban bình luận, đấy chính là Hoa hậu Trần Tiểu Vi và chị Trang. Thế nên là chúng ta có tổng số tiền là 38 triệu đồng. Rất là cảm ơn tấm lòng từ ban bình luận cũng như là các nhà hảo tâm, các đơn vị đồng hành đã hỗ trợ cho các bạn học viên của lớp học để các bạn có động lực tiếp bước trong cuộc sống. Vâng thưa quý vị, không chỉ là những bức tranh này được bán trong cái chương trình Hoa hậu Việt Nam Người đẹp nhân ái đâu, mà câu chuyện nó còn tiếp diễn ở thì tương lai nữa. Có nghĩa là chúng tôi sẽ đến với lại những resort ở Hội An để mà triển lãm những bức tranh này, và cũng sẽ tiếp tục kêu gọi quỹ lâu dài để giúp cho lớp học được duy trì trong thời gian tới, và cũng sẽ giúp cho nhiều học viên ở đây chúng ta có cơ hội cải thiện được cuộc sống và cuộc đời của mình.
Và chúng ta có thể thấy rằng lớp học vẽ của thầy Văn Y là ngôi nhà thứ hai của các bạn học viên. Nơi đó không đơn thuần chỉ là những nét màu được tô lên giấy, mà còn là nơi mà cảm xúc được bày tỏ theo một cách khác. Và cũng là nơi để gắn kết những tâm hồn gần lại nhau hơn. Và một lần nữa thì xin cảm ơn hai bạn thí sinh của chúng ta là Hương Giang và Gia Hân đã mang đến cho chương trình của chúng ta một câu chuyện, một dự án hết sức và ý nghĩa, giúp lan tỏa được những giá trị nhân văn to đẹp đến cho cộng đồng. Tiền Phong Online.